nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu giờ còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái. Cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười. Những cam dỗ ấy tan theo mây trời, chờ dần mình nhận ra đường về xa quá. Đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta ôm bao xót xa trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã ghép lại. Cô ấy đến và đi như một cơn gió. Em đang ở đâu? Anh có thể gặp em không? Ok, em sẽ đến nhà anh. Anh sẽ chuẩn bị những món em thích. Yeah. Yeah. À, tôi có nhận được thư mời của các anh. Không biết là các anh mời tôi lên đây có chuyện gì không à? Ông có biết chuyện Võ Hiếu bị mất tích không? Hả? Võ Hiếu bị mất tích sao? Sao lại có chuyện này? Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Ông cho tôi biết tầm 3 giờ 30 ngày 5 tháng 3 ông đang làm gì và ở đâu? Ngày 5 tháng 3 cách đây cũng mấy ngày thôi. Làm sao mà tôi nhớ rõ là tôi làm cái gì? Điều này rất quan trọng, ông nên nhớ lại cho kỹ. Tôi lớn tuổi rồi, giờ đầu óc tôi cũng chậm. Ngay cả cái chuyện ăn sáng hồi nãy, nếu mà hỏi ngược lại á, chưa chắc là tôi nhớ nữa.
nếu ông không nhớ rõ, buộc chúng tôi phải đưa ông vào viện nghi vấn có liên quan tới vụ mất tích của Giáo Hiếu. Nếu các ông muốn buộc tội tôi thì các ông phải có bằng chứng gì chứ? Tôi là nhân chứng đây. Tôi đã chứng kiến ông cảnh ông dẫn quân tới nhà máy của Giáo Hiếu gây hấn, suýt xảy ra xô xát. Nhưng anh cũng không thể dựa vào chuyện này mà buộc tội tôi bắt cóc Võ Hiếu. Chúng tôi chưa hề nói tới từ bắt cóc. Sao ông lại có thể nói ra câu đó? Mỗi lần em đến thăm anh, em đều được ăn ngon như vậy. Vậy thì em đến thăm anh nhiều hơn đi. Nếu như em rảnh. Em bận lắm sao? Rất bận là đằng khác. Hiện tại em đang làm gì? Em không thể nào nói cho anh biết được. Nhưng nếu em nói em đang muốn quay lại kinh doanh nhà hàng khách sạn, anh có giúp em không? Tất nhiên rồi, anh rất sẵn sàng. Thì tôi suy đoán theo cái cách mà các anh đang ghép tội tôi. Một người bị mất tích, một người bị tình nghi, thì không vướng vào cái tội bắt cóc hay sao? Ông cũng khá ngụy biện. Tôi nhớ ra rồi. Cái ngày hôm đó tôi có đi nhậu với mấy người bạn ở quán karaoke Cây Tùng. Nếu các anh muốn biết cứ tới đó mà xác minh. Lần cuối ông gặp Giáo Hiếu là khi nào? Tôi cũng không nhớ rõ cho lắm. Có thể là chạm mặt ở đâu đó. Các anh cũng biết mà, cái thị trấn này nó nhỏ như lòng bàn tay vậy đó. Nhưng chắc chắn là tôi không trực tiếp gặp Võ Hiếu cách đây cũng lâu lắm rồi. Ông có biết hoặc là nghi ngờ ai đó có gây hấn hay là hiềm khích với Võ Hiếu không? Làm sao mà tôi biết được thằng Võ Hiếu nó gây hấn với ai? Mà tánh tôi thì không bao giờ quan tâm tới chuyện gì mà không liên quan tới mình. Vậy chuyện về cái chết của con trai ông, liệu có liên quan tới Võ Hiếu hay không? Ông luôn đổ lỗi cho Võ Hiếu về cái chết của Di Khương. Nếu con trai ông sống tử tế, không vi phạm pháp luật, thì không ai có thể đưa con ông vào tù được. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. Có làm gì đi chăng nữa thì con trai tôi cũng không thể sống lại. Tôi cũng chẳng đổ lỗi cho ai. Đó là số mệnh của nó. Ông nói vậy nhưng ông không nghĩ vậy. Tôi biết ông vẫn còn nuôi mối thù này với Võ Hiếu. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông nhúng tay vào vụ này, tốt hơn hết là nên suy nghĩ lại mà khai báo thành thật. Nếu để chúng tôi điều tra ra dù ông đóng vai trò chính hay phụ trong vụ này, tôi hứa ông sẽ phải trả giá. Nói tóm lại, tôi không có liên quan gì đến chuyện Võ Hiếu mất tích. Nếu các ông muốn buộc tội tôi thì phải có bằng chứng. Em muốn anh bán lại cổ phần Romantic cho em. Làm sao em có nhiều tiền như vậy? Anh không cần quan tâm tới chuyện em kiếm tiền như thế nào. Em chỉ muốn anh trả lời cho em biết anh có bán cổ phần Romantic lại cho em hay không. Em thật sự muốn quay lại Romantic à? Em đã từng nói với anh, em sẽ quay lại vào một ngày nào đó bằng chính năng lực của em. Em không nhận sự hỗ trợ của anh để bước vào Romantic là có lý do. Nếu mình bán lại cổ phần cho Chiêu Dương
Cô ấy sẽ đồng hành với mình trong công việc. Mình sẽ có cơ hội được ở bên cạnh Chiêu Dương nhiều hơn. Anh đã từng nói với em, anh sẽ không tiếc bất kỳ điều gì. Vậy mà yêu cầu nhỏ này anh vẫn không thể làm được sao? À, ok, thôi được rồi. Em sẽ dùng số tiền này để xây dựng một đế chế không thua kém như Romantic. Em biết là anh sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của em mà. Vậy là anh đồng ý? Ừ, anh sẽ ký. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Tao còn nhiều trò hay với mày. Nó chết chưa? Hôm qua giờ không nghe tiếng gõ cửa, cũng không nghe tiếng động gì hết. Coi thử đi. Ê, ê, dậy mày. Ê, ê, ê. Chết mẹ, nó đại rồi mày ơi. Tắt thở rồi, tính sao mày? Vậy mày cảnh đây đi, tao ra báo anh Chiến. Mày đi đi. À mà thôi, tao ở với mày đi. Khóa cửa để đó lại. Mình không sợ chết, nhưng cái chết phải có ý nghĩa. Phải sống, phải ra khỏi đây, phải phá tan xà quyệt của bọn mafia và cứu những người đang bị giam cầm ở đây. Nhanh tay lên con mấy thằng mỏi. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Nào lười biếng, bỏ đó cho tao. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh. Mày, nhanh lên. Nè. Dạ đại ca. Có đủ hàng đi đêm nay chưa? Dạ, em đang cho tăng tốc. Với lại hai đêm nay em thức trắng. Tụi mày mà không làm đủ hàng đêm nay á thì đừng hòng lãnh lương tháng này. Dạ. Dạ đại. Dạ đại ca. Làm lẽ lên chưa? Đại ca, đại ca, đại ca. Chuyện gì? Thằng Hiếu, hình như nó chết rồi đại ca. Tại sao để cho nó chết? Ông Kha bắt bỏ đói mấy ngày nay, nó không chết mới là lạ. Mày, nó mà chết á là hai thằng bay mệt với ông đó. Không lẽ nó chết thiệt rồi sao? Nó còn sống. Hai đứa bay canh gác đi. Dạ. Dạ đại ca. Dạ. Thằng Hiếu nó yếu lắm rồi. Tôi đang em tưởng nó chết, nhưng mà em kiểm tra lại thì tim vẫn còn đập. Đại ca tính sao? Bây giờ mình cho nó chết luôn hay sao? Không được để cho nó chết. Tao còn chưa hành hạ nó đã tay, sao để nó chết dễ dàng vậy được? Dạ. Chắc là nó lạ đi vì bị đói thôi. Dạ. Nó bị trọng thương nặng với những cú đánh của đại ca. Em nghĩ kiểu này chắc nó không thể qua nổi đâu. Mày cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, khi nào nó tỉnh lại thì báo cho tao biết. Dạ. Mày không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Woo!
mày sẽ phải đền lại gấp nhiều lần những gì mày đã hại tao. Nó mất ý thức rồi, làm sao mà uống được? Để nó nằm xuống, banh miệng nó ra, đổ nước vô. Hai thằng ngu. Dạ. Dạ. Nấu nước được rồi đi ca. Lấy bánh mì cho nó ăn. Vào đi. Quý, có người tìm em. À, chào anh. Chào cậu. Em mời anh ngồi. Gặp được anh em mừng quá. Thôi hai người nói chuyện nha, tôi ra ngoài. Ừ. À, chắc anh đã nghe chuyện của Võ Hiếu. Tôi đến đây là vì điều này. Đã điều tra được gì chưa anh? Em lo cho thằng Hiếu quá. Đã đại quân kiểm tra khắp thị trấn nhưng vẫn chưa thấy gì. Tổ trinh sát cũng đang làm việc ngày đêm. Không có tung tích gì với chiếc xe thằng Hiếu đang lái hay sao? Không có. Tôi nghĩ chiếc xe đã được đưa ra khỏi địa bàn này. Chiếc xe chứ không phải là cây kim nên khó giấu. Em vẫn có linh cảm thằng Hiếu chưa rời khỏi vùng này. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Em là người hiểu rất rõ Hiếu. Trong công việc cũng như giao tiếp hàng ngày, Hiếu không bao giờ làm mất lòng ai. Duy nhất chỉ có một người là ghét Hiếu ra mặt. Là Duy Kha. Dạ đúng. Công an cũng đã mời ông ta lên lấy lời khai. Bằng chứng ngoại phạm ông ta có. Vào ngày vợ Hiếu mất tích, ông ta và vài người bạn đi hát karaoke ở quán cây tùng. Camera ở quán có lưu lại hình ảnh. Ông ta là một người rất quỷ quyệt. Em biết chắc ông ta muốn hãm hại thằng Võ Hiếu lâu rồi. Chỉ là chưa có cơ hội thôi. Trước khi Hiếu mất tích, có gọi điện với cậu nói chuyện gì không? Có hé lộ thông tin gì hay có lo ngại về chuyện gì đó hay không? Em chỉ biết Võ Hiếu trước khi về nhà có gọi điện thoại báo cho vợ em nấu cơm. Vợ em điện lên Sài Gòn hỏi em là có về chung luôn hay không. Em cũng bất ngờ vì không nghe thấy Hiếu báo trước điều này. Sau đó em có gọi lại cho Hiếu. Rồi Hiếu nói với em là về đột xuất vì muốn thăm bà già nên không báo cho em biết trước. Về đột xuất? Tại sao vậy? Thời điểm này má vợ Hiếu có xảy ra chuyện gì không? Dạ không. Má vợ em bị đột quỵ cũng lâu rồi. Sức khỏe của bà cũng hơi yếu. Thường thì Võ Hiếu bao lâu mới về thăm nhà một lần? 2 tuần. Có khi bận quá thì 3 tuần. Nhưng nói chung là khi nào được rảnh một chút á là thằng Hiếu nó chạy về nhà.
Tôi muốn kiểm tra văn phòng của Võ Hiếu một chút, được chứ? Dạ được, anh cứ tự nhiên. Con khấn nguyện trời Phật, cầu xin cửu huyền thất tổ dòng họ Võ linh thiêng, xin phụ hộ chở che cho con trai của con là Võ Hiếu, cho con của con nó được bình yên trở về bên con. Cầu xin cho con trai con gái con tất cả đều được bình yên. Con xin được đổi 10 năm tuổi thọ của mình. Xin ơn trên nghe lời khấn nguyện của con mà chấp nhận. Má, Trung Trà ơi, chắc má sống không nổi quá con ơi. Má, Chiêu Dương thì biệt tâm, con Võ Hiếu thì bị mất tích. Má ngồi xuống đi má. Má, bây giờ mình cố gắng hy vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Anh Hiếu sẽ về với má con mình trong nay mai thôi. Quả vô đơn chí, phước bất trùng lai. Không biết Chiêu Dương nó có biết chồng nó gặp nạn hay không. Làm cách nào cho Chiêu Dương nó biết đi con? Con không có số điện thoại của chị. Không biết nó nghĩ gì khi biết tin này. Má, ôm miếng nước đi má. Con, hay là con gọi điện hỏi thử chồng con, con có biết tin tức gì thêm không con? Dạ. Má muốn nói chuyện với anh nè. Con chào má. Có tin tức gì của anh con không con? Dạ chưa má. Nhưng mà má yên tâm đi, bên công an người ta điều tra ráo riết, họ đang lật tung nơi này lên để tìm ra Hiếu. Con có biết không, mỗi một khắc một giây mà chưa có biết tin gì của anh con, tim của má giống như ngừng đập vậy. Má với Trúc Trà đừng có khóc nữa, mọi người phải tự giữ sức khỏe. Lỡ anh Hiếu về mà hai người ngã bệnh hết, anh Hiếu lại trách con. Cầu cho nó trách nó giận, miễn sao nó về với má con mình. Má với vợ con cố gắng lên nha, có tin gì của Hiếu á là con gọi về liền. Anh nè, làm gì làm cũng phải ăn uống cho đầy đủ nha. Bây giờ cả nhà với công ty trông cậy vào anh thôi đó. Anh biết rồi, anh chỉ lo cho em và má. Cả hai người cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha. Dạ. Con người khi còn có thể bên cạnh nhau thì không biết quý trọng, mất đi rồi thì mới cảm nhận được nỗi đau. Alo. Mẹ hả? Mẹ khỏe không? Cảm ơn, tôi chưa chết. Mẹ, mẹ còn giận con hả mẹ? Tôi làm sao dám giận mấy người. Con đã nói với mẹ rồi, tại công việc trên đây con rất bận nên con không thể về quê thăm mẹ được. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ.
mẹ quá cố chấp. Rồi mẹ cũng sẽ suy nghĩ lại. Nè, ăn đi, rồi lấy sức giận tiếp. Hơi sức đâu mà đi giận người dưng. Không giận mà cái mặt chầm chầm kìa, cười lên cái coi. Người ta nói mấy người mà giận dai á, mau già lắm á. Em đừng có giận nữa. Bây giờ ăn một cuốn đi cho bớt giận nha. Bây giờ có ăn không? Không ăn, anh ăn hết là đừng có la. Ăn không? Không ăn thì tôi ăn. Quá trời ngon. Giờ có ăn không? Không ăn là tôi ăn hết thiệt đó. Đúng là cái thứ đã xấu mà còn ham ăn. Nói nghe nè, ăn đồ của anh mua là không được giận nữa nghe chưa? Giận giận mà ăn thì ăn. Đừng có giận nữa. Thôi mà, năn nỉ đó. Em mà ốm thì xấu lắm. Tôi giận tôi mới ăn nhiều. Ăn nhiều mới tốt. Nè, uống miếng nước đi, để mắc nghẹn đó. Nói câu nào móc họng câu đó thì mắc ghét. Thì ghét của nào, trời trao của đó. Cái gì? Nói móc họng kiểu đó mà cũng nghe được. Em nè, bây giờ chuyện cũ bỏ qua nha. Mình đừng có giận hờn gì nữa. Mỗi lần mà em giận là anh buồn lắm. Nhớ nha. Còn lâu tôi mới bỏ qua. Bây giờ anh nói cho tôi biết, hai ngày nay anh làm cái khỉ khô gì mà tôi gọi điện cho anh không được là sao hả? Thì anh có làm gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Ông không nghe lời tôi, lo làm ăn đàng hoàng mà làm chuyện gì phạm pháp. Đừng có mơ mà cưới tôi nha. Chạy thôi. Cưới không? Hai năm, bao nhiêu mồ hôi, công sức của tao với mày bỏ ra cho mảnh đất này. Cũng xứng đáng mà. Thành quả của tụi mình bây giờ là đây. 20 mẫu đất đồi trọc khô cằn ngày nào, giờ đã được trà phủ xanh. Trà, sức sống mới của vùng đất này. Không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng. Trà táo đỏ đã làm nên một thương hiệu sạch xanh có tiếng rồi. Tao với mày đã làm được rồi. Xây dựng một thương hiệu đã khó, giữ vững nó càng khó hơn. Tao với mày phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ừ. Nhưng mà có điều tao đang lo nè. Mặc dù diện tích trồng trà của công ty mình ngày càng phát triển rộng ra, nhưng mà đối với những đơn hàng lớn, mình lại không đủ cung cấp. Nếu mà thu mua ở ngoài á, tao sợ là lại không đảm bảo chất lượng. Nếu vậy, cử anh em kỹ sư xuống tận vườn, chỉ cho bà con cách chăm cây trà sạch đạt tiêu chuẩn mình mới mua. Điều quan trọng là nói cho họ biết tầm ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào khi mà khách hàng phải dùng những loại trà bẩn chứa chất độc hại. Nông dân á, họ cũng ngại theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt chặt chẽ của công ty mình. Họ vẫn muốn là trồng có thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu sẽ cho năng suất cao hơn. Nhưng mình thu mua giá cao hơn thị trường,
Tiền nào của đó chứ? Biết, đó là ưu điểm của công ty mình. Tôi nhờ miếng đất này nè, đó phải nhà máy mình thu mua không? Còn bao nhiêu nhà máy khác nữa kìa. Hiếu à, hoài bão của tao với mày vẫn còn đây. Mày nhất định không được bỏ tao đi nha Hiếu. Chào ông chủ. Chào ông chủ. Tình hình thằng đó sao rồi? Dạ, nó tỉnh lại rồi, nhưng mà còn yếu lắm. Vậy không có nổi. Giữ cái mạng chó của nó lại cho tao. Dạ. Phải dí nó xuống 8 tầng địa ngục trước khi nó chết. Em nghĩ nó bị thương nặng lắm đại ca. Nó mà còn sống tới bây giờ là phước đức ông bà của nó để lại. Đêm nay cho đi chuyến hàng cuối. Dạ. Tạm ngưng lại một vài ngày. Vì vụ của thằng Hiếu mà ít nhiều gì nơi này cũng đã bị công an để ý. Rồi công an có nghi ngờ gì đại ca không? Tụi nó định chơi phủ đầu tao. Nhưng tao quá già kinh nghiệm để nhận ra. Nhưng không có bằng chứng, tụi nó có làm gì được tao đâu. Dạ. Vụ này nhất định không để cho thằng Chính biết. Tao ngửi thấy mùi phản của nó. Nó là thằng hai mang, sẵn sàng bán tin để lấy chút tiền. Em cũng cay thằng đó đó. Cái mặt của nó lúc nào cũng kênh kênh, làm như cha người ta vậy. Tao mà nắm được bằng chứng nó ăn chặn tiền, tao sẽ đập nát cái đầu nó trước khi ông Trùng biết. Dạ. Lên kèo rồi thì nhớ chắc cú nha. Chắc chứ ba. Phải sống sót, nhất định mình phải ra khỏi đây. Chết. Đại ca, thằng này yếu lắm rồi. Bánh mì mà nó ăn không được, coi như là chết chắc. Dựng đầu nó dậy cho tao. Mày gì? Đại ca, đại ca, nó còn thở mà yếu lắm. Kịch với tao hả? Đại ca, nó không có đóng kịch đâu, nó yếu lắm rồi. Thằng khốn, nó mà chết bây giờ là uổng công tao hết. Nó phải sống để trả nợ máu cho con trai tao. Nó không thể chết dễ dàng vậy được. Đại ca, đại ca để em lo vụ này. Em sẽ chăm sóc cho nó tỉnh dậy, để đại ca xử nó tiếp. Làm gì được thì làm đi.
lại thằng Bay đem cháo sữa vô cho tao. Dạ. Đồ chó chết, tao cứu mày không phải tao thương hại mày đâu. Mình giả đò giận dữ nói như vậy mà nó không chút sốt ruột chạy về năn nỉ mình nữa. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Làm gì mà ngồi than thân trách phận vậy chị dâu? Cô Út mới qua chơi hả? Bận trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà đi chơi. Không đi chơi á thì qua đây làm gì? Thì còn chuyện gì ngoài chuyện kế tự nhà này nữa? Ý cô là sao? Chị giả bộ không hiểu hay chị giả điên? Nè, cô ăn nói cẩn thận nha. Dù gì á tôi cũng là chị dâu của cô đó. Chị cũng biết nói tiếng chị dâu nữa hả? Chị coi lại đi, chị đã làm tròn bổn phận dâu con với nhà này chưa? Tôi về làm dâu nhà này á hơn mấy chục năm, lễ nghĩa cúng dỗ tôi đều làm tròn bổn phận hết. Còn muốn gì nữa mà nói tôi không làm tròn bổn phận? Chuyện cúng quải ai lo mà không được, chỉ cần bỏ chút tiền là xong. Cái mà dòng họ này cần á là chị phải có cháu nội để nối dõi tông đường, để có người bưng bát nhang sau này kìa. Cô lại nói tới chuyện con cái của thằng Quý hả? Ủa, chứ chị nghĩ tôi qua đây làm gì? Cả nhà tôi cũng đã thống nhất với nhau hết rồi, nếu thằng Quý không có con để nối dõi tông đường thì chị với nó cũng đừng có mong tụ lại nhà từ đường này nữa, chị hiểu chưa? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Nè, có tuổi rồi đó, giận dữ quá có chừng đột quỵ à nha. Để tôi gọi cho thằng cháu cô về nói chuyện phải quán, để cô khỏi qua đây mạng hiếp tôi. Nó là cháu của tôi, chắc tôi sợ nó quá. Tụi bay có nghe tiếng gì không? Hình như là ở hướng đó đó anh. Em cũng nghe thấy nữa. Cái thằng này đã không nghe máy còn cúp máy ngang nữa. Con hư tại mẹ, câu này cấm có sai. Đó, chị cưng chiều nó nhiều vô, giờ nó có coi chị ra gì đâu. Con của tôi nhưng cũng là cháu của cô đó. Nó là đứa cháu trai duy nhất trong dòng họ nhà cô, dù gì nó cũng sẽ hương khói cho từ đường này đến hết đời còn lại. Đừng có hòng đuổi mẹ con tôi ra khỏi cái nhà này. Chị đừng có đem cháu nội đích tôn ra đây mặt hè tôi. Tôi nói cho chị biết, chị em nhà tôi đã họp bàn hết rồi. Nếu như thằng Quý không ly dị con Trúc Đà để cưới vợ mới, để sanh con đẻ cái cho dòng họ nhà tôi, thì chị với thằng Quý sẽ bị trục xuất ra khỏi cái từ đường này. Chị hiểu chưa? Để tôi còn mấy người dám làm gì mẹ con tôi, luật pháp nào đứng về phía mấy cô giành cái nhà tôi đường này? Luật là tiền, ai có tiền luật sẽ đứng về người đó, biết chưa? Để tôi chống mắt lên coi mấy người làm cái gì tôi. Quý ơi, con có hiểu nỗi khổ của mẹ không? Đó là lý do tại sao mẹ bắt con phải ly dị. Mẹ bắt con phải xin cho mẹ đứa cháu. Mày có thấy ai không? Không anh. Bên này cũng không. Không thấy. Thôi đi về. Em nghe rõ có tiếng điện thoại mà. Chắc tiếng điện thoại của ai trong nhà á. Dạ. Đi. Má dậy ăn chút cháo đi má.
mà không có muốn ăn gì hết. Má, phải ráng lên một chút, chứ má cứ nằm khóc hoài như vậy sao mà chịu được. Nghe lời con đi. Trúc Trà, sao nhà mình lại liên tiếp gặp đại nạn như vậy? Má không biết mình phạm tội gì mà kiếp này phải sống trong đau thương. Má, má không có làm cái gì hết. Kiếp nạn là do số phận của mỗi người phải nhận lấy. Má, má đừng tự trách mình nhiều nữa. Chiều Dương rồi đến Võ Hiếu, sao mà số phận tôi đã éo le đến như vậy? Hết con sông dữ này rồi lại đến con sông dữ khác, cuốn tụi nó đi xa. Lần này đi xa đến đâu nữa chứ? Má, má phải ráng ăn để giữ gìn sức khỏe. Con cũng không biết bao giờ chuyện gia đình mình mới kết thúc nữa. Con gọi điện cho thằng Quý đi, hỏi tin tức như thế nào rồi. Má ráng ăn hết muỗng này đi, rồi con gọi cho anh Quý nha. Điện thoại con để bên phòng, con qua lấy liền nha má. Những địa điểm mà nhóm sẽ di chuyển trong khu tam giác vàng, mọi người tập trung chú ý vào đây. Ba ơi, ba ơi, ba sao vậy? Ba ơi, ba. Em có tới nhà máy của Duy Khanh. Trời, em đi một mình tới đó làm cái gì? Chỗ đó nguy hiểm lắm. Em không tiếc tính mạng của mình đâu. Nhất định em phải tìm cách cứu thằng Hiếu. Trước khi giết nó, tao phải làm cho nhà máy của nó phá sản, phá tan, phá sập những gì mà bấy lâu nay tụi nó dựng nên. Là chữ của chị con. Chiều Dương ơi, con còn nhớ tới má, má không chịu về thăm má gì. Cảm bấy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu